Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibi Bắp. Ngày hôm nay Bắp sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về The Thin Man, người đàn ông gầy. Đây là một câu chuyện cực kỳ đáng sợ về một cậu bé nói rằng cậu ta đã nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ ẩn nấp sau những ánh đèn đường. Để tiện việc kể chuyện ngày hôm nay, Bắp sẽ đặt tên nhân vật của chúng ta là Tom nha. Tom có một người bạn rất là thân, tên là Billy. Billy và Tom thân với nhau lắm các bạn, ở trên trường là cùng chơi với nhau, chơi cái gì cũng chơi chung hết, rồi cùng đi ăn. Hai đứa ở trên trường là đi với nhau như hình với bóng vậy đó. Có chuyện gì hai người cũng nói cho nhau nghe hết. Nhưng mà một ngày nọ thì Billy tự nhiên không tới trường, nghỉ học. Rồi nhiều tuần sau đó Billy cũng không đi học luôn các bạn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra với bạn mình mà tại sao bạn mình lại không đi học. Có nhiều tin đồn nói là Billy nghỉ học là do bị suy nhược thần kinh, cần phải điều trị ở nhà, không có được tới trường. Lúc này thì Tom cũng rất là lo lắng, nhưng mà con trai không có nghĩ ngợi gì nhiều hết á các bạn. Chỉ nghĩ là khi mà bạn mình hết bệnh thì sẽ đi học lại bình thường thôi. Và một buổi tối nọ, lúc đó là ba mẹ của Tom đã đi ra ngoài rồi, có một mình Tom ở nhà thôi, thì có tiếng gõ cửa. Tom mới đi lên mở cửa thì thấy đứng trước cửa nhà là Billy. Và Billy đứng trước cửa có những cái hành động kỳ lạ lắm. Đôi mắt của Billy mệt mỏi và cặp mắt thì đỏ ngầu rồi các bạn, giống như là những người thức khuya không có ngủ được á, hai cái cặp mắt ở trong cái tròng mắt á nó đỏ, có những cái gân đỏ luôn á. Và trong Billy rất là lo lắng mà đứng trước cửa gõ cửa nhà Tom, mà Billy cứ nhìn xung quanh cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn giáo giác như vậy đó các bạn, nhìn cho tới khi nào mà Tom ra mở cửa và nói chuyện với Billy thì thôi. Khi mà Tom ra mở cửa, Billy mới nói là mình có chuyện muốn nói với bạn. Thì lúc này Tom mới mời Billy vào trong nhà xong rồi đóng cửa lại. Khi mà đi vào trong nhà rồi á, Billy ngồi xuống, nhưng mà mặc dù là đang ở trong nhà, là nghĩ là trong nhà khóa cửa lại rất là an toàn rồi, nhưng mà Billy có cảm giác như là có cái gì đó làm cho Billy rất là lo lắng và lúc nào cũng tay chân cũng co giật và run. Cái này là biểu hiện của run á nha các bạn, run sợ á, chứ không phải là bị co giật giật kinh phong gì, mà lại cứ run đẩy bẩy như vậy đó. Tom thấy như vậy mới hỏi là Billy cậu có ổn không. Billy mới nhìn Tom và nói là bố mẹ của mình nghĩ là mình bị điên, nhưng mà mặc dù là mình cũng nghĩ là mình bị điên thiệt á. Lúc này Tom mới nói là cậu có bị điên không vậy, tại sao lại nói như vậy, kiểu như là tại sao lại nói là mình bị điên như vậy. Thì Billy mới cười, kiểu như là cười nhưng mà không có phải là muốn cười, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đi, giống vậy đó các bạn. Thì Billy cười rồi nói với Tom là nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Thì Tom mới hỏi là tại sao lại phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Billy mới nói là cậu hãy giúp mình một việc đi, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói cho mình biết là cậu đang thấy cái gì. Khoảng thời gian mà Billy tới nhà Tom cũng đã nhá nhem tối rồi, thì khi này á Tom nhìn ra bên ngoài mới thấy là trời mờ mờ ảo ảo, và nhìn ra đâu thấy gì đâu, chỉ thấy đèn đường, thấy nhà cửa, thấy cây cối, rồi thấy đường xá, giống như là một cái nơi bình thường là Tom vẫn hay ở thôi, đâu có gì đặc biệt khác biệt đâu. Billy mới cẩn thận hỏi Tom là Tom thấy cái gì. Rồi Tom mới trả lời là thì thấy nhà cửa, đường xá, có cây đèn đường nữa. Rồi Billy mới nói là chính xác, và cậu có nhìn ra cái điều gì lạ hay không. Tom mới nói là hả, đâu có gì lạ đâu. Billy mới hỏi là cậu có thấy đèn đường hay không. Có rất là nhiều đèn đường, nhưng mà tại sao tất cả những cây đèn đường đều tắt. Cậu nghĩ là ai đã tắt hết tất cả những cây đèn đường, tại sao bên ngoài lại tối đến như vậy, chỉ có ánh sáng của những ngôi nhà thôi, còn những cây đèn đường thì không có. Tom lúc này mới nói là mình đâu có biết đâu. Rồi Tom mới hỏi Billy là người nào đã tắt những cái đèn đó đi. Billy mới hạ cái giọng xuống và nói thì thầm, The Thin Man, người đàn ông gầy gò. Tom mới hỏi một cách ngạc nhiên là cậu đang nói cái gì vậy. Billy từ từ mới nói với Tom như thế này, ban đầu á mình có nghe câu chuyện về người đàn ông này, mình không tin, mình chỉ nghĩ đó là một truyền thuyết đô thị mà thôi. Người ta kể lại rằng ông ta giống như những người bình thường không khác gì cả, nhưng mà ông ta rất ghét những cái đèn đường, đặc biệt ghét những cây đèn đường, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Đêm về khi ông ta thấy những cây đèn đường sáng lên, ông ta sẽ cởi bỏ cái lớp vỏ bên ngoài ra, để lộ ở bên trong là một người đàn ông cực kỳ ốm, ốm và cao giống như là cây đèn đường. Thêm vào đó ông ta còn bận một bộ đồ màu xám giống hệt như màu của những cây đèn đường nữa. Ông ta trốn ở đằng sau mỗi cây đèn đường, và mỗi khi trời tối người ta bắt đầu mở cái đèn đường lên thì bạn sẽ không bao giờ biết được là ở đằng sau cây đèn đường nào có The Thin Man. Những cái cây đèn đường mà có nguyên một cái cột cao thì cao ở trên có cái đèn á các bạn, thì thường thường á theo như lời của Billy kể là cái ông Thin Man đó, ông ốm tới độ ông đứng ở sau cái cột đèn đó mà không ai thấy ổng luôn á. Cây cột đèn đường, nghe như vậy thì nó sẽ dễ mường tượng hơn ha. Nhưng mà đại khái là ổng rất cao. Trời ơi, đã có Slender Man rồi, lần này còn có Thin Man nữa, người ốm và cao giống như cây đèn đường, đã vậy còn trà trộn vô những cái cây đèn đường. Sau khi nghe Billy kể thì Tom mới hỏi là tại sao cậu lại biết những cái điều này. Thì Billy mới kể cho Tom nghe, vài tuần trước Billy đá banh ở gần công viên và vô tình đá banh vào trong một cái bụi rậm. Thì lúc đó Billy là người đi nhặt trái banh nó về. Khi mà đi nhặt trái banh đó, là đi vô cái bụi rậm nhặt trái banh, thì Billy nhìn ra bên ngoài, vô tình nhìn thôi các bạn, thì thấy một người đàn ông có những cái hành động rất là kỳ lạ. Ông ta đứng ở dưới một cái cây cột đèn á, rồi ổng nhìn giáo giác, cái hành động của ổng không có được bình thường, tại vì có thể là ổng là ăn trộm hay ổng có một cái hành vi gì đó, sắp làm một cái điều gì đó bất chính, cho nên Billy lúc này cũng tò mò nhiều chuyện, nhìn coi là ổng là cái quỷ gì mà ổng cứ nhìn giáo giác.
ổng nhìn lên, ổng nhìn xuống, thì một hồi nữa mới thấy một cái cảnh tượng hãi hùng là ổng giống như là tháo bỏ cái vỏ ở ngoài, là một người đàn ông bình thường, nhưng mà giống như là ổng cởi bỏ cái lớp vỏ người đó ra, là ở bên trong là một người đàn ông rất là cao, giống như là ổng cúi xuống và ổng cuộn vào trong cái hình người á các bạn. Khi mà cái lớp vỏ đó được tháo ra là ổng bắt đầu dâng cao lên, thì khi mà ổng ra thực sự ra bên ngoài thì thấy ổng rất là cao và người của ổng ốm nhom ốm nhách à, tông teo à, tay chân dài ngoằng ốm tông teo, và ổng đi vô những cái cây cột đèn. Sau khi kiểu như là ổng hiện nguyên hình đó các bạn, thì Billy nghe một cái tiếng click. Khi mà nghe một cái tiếng click là cái ánh đèn, cái cây đèn mà ổng đang đứng tắt, cái cây đèn đường nó tắt đi luôn. Sau đó thì cái ông đó ổng đi sang một cái cây đèn khác, mà lúc mà ổng đi qua cái cây đèn khác là ổng đứng ở đằng sau cái cây đèn đó các bạn. Ổng đứng ở đằng sau đó. Sau đó thì Billy lại nghe một cái tiếng click khác nữa. Thì khi mà nghe cái tiếng click đó, cái đèn đó nó lại tắt. Thế là ổng lại đi qua một cái cây đèn đường khác, và cứ như vậy ổng cứ trượt qua một cây đèn đường thì nghe một cái click, cây đèn đó tắt. Billy cứ đứng đó nhìn các bạn, phần vì sợ không nhúc nhích được luôn, tại vì không ngờ là mình có thể thấy cái cảnh tượng như vậy, và phần nữa là muốn coi thử coi là ổng là cái gì nữa. Thì một hồi nữa người đàn ông đó nhận ra Billy đang nhìn ổng, và quay qua nhìn thấy Billy lại mắt đối mắt nhìn nhau luôn. Billy lúc này rất là sợ và giục cái ba luôn, chạy một mạch về nhà luôn các bạn. Billy cắm đầu cắm cổ chạy và không dám nhìn lại, cũng không biết là ổng có đuổi theo Billy hay không, chỉ biết là chạy về nhà. Billy khóa hết tất cả các cửa trong nhà lại và không dám đi ra đường luôn. Billy nói là ở trong nhà là an toàn nhất, không dám đi ra bên ngoài, và chỉ có ban ngày là an toàn thôi, bởi vì ổng có vẻ như là xuất hiện vào ban đêm, và ban ngày thì ổng không có đi ra bên ngoài, ổng không có muốn người ta thấy ổng, cho nên ổng sẽ không bao giờ xuất hiện ban ngày, và ổng luôn luôn là nhìn trước nhìn sau để mà quan sát xem là có ai hay không trước khi biến hình. Rồi Billy cũng không dám đi học luôn các bạn, bởi vì sợ là thấy cái ông đó nữa. Billy mới kể cho bố mẹ của Billy nghe về những cái gì mà cậu ta đã thấy, nhưng mà bố mẹ của Billy không tin các bạn. Bố mẹ của Billy mới đưa Billy đi bệnh viện tâm thần để mà khám, rồi sau đó là nghỉ học vài tuần luôn, không có đi học được. Billy mới nói với Tom là không ai tin mình hết á, cậu có tin mình hay không? Thì Tom cũng không tin các bạn, bởi vì nghe cái chuyện gì mà hư cấu quá vậy. Có thể là bạn của mình chắc là bị điên điên thiệt rồi, nhưng mà Tom thì vẫn không có muốn làm cho bạn của mình thất vọng, cho nên Tom vẫn nói là mình tin cậu. Rồi Billy mới nói là không, mình biết là cậu không có tin mình đâu, nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng phải nói cái điều này cho cậu biết, bởi vì cậu là cái người bạn thân nhất với mình nói cho cậu biết để cho cậu đề phòng, để né xa những cái đèn đường ra, có thấy nó tắt cũng đừng đến gần, thậm chí là có thấy nó đang sáng cũng đừng có đi ra sau những cái đèn đường và cố gắng nhìn vào nó, bởi vì mình không muốn là cậu thấy những cái mà mình đã thấy đâu, sẽ là một cái mà cậu không bao giờ quên được. Sau khi mà kể chuyện và nói xong tất cả mọi thứ thì Billy mới đứng dậy và nói là thôi giờ Billy đi về. Billy chào tạm biệt Tom. Trước khi Billy đi ra khỏi cửa là nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, bảo đảm chắc chắn an toàn, thì Billy mới cắm đầu cắm cổ chạy một mạch bỏ chạy các bạn. Thì lúc đó Tom đứng lại nhìn cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ thấy rất là tội cho bạn mình, bởi vì bạn thân của mình mà các bạn, mà lại nói những cái chuyện hoang đường như vậy. Và Tom nghĩ là chắc là bạn của mình bị điên rồi, bị điên thật rồi, đã bị mất trí rồi. Và đó cũng là lần cuối cùng mà Tom nhìn thấy Billy. Qua ngày hôm sau, cảnh sát đưa tin là Billy đã chết. Khi mà tìm thấy xác chết của Billy á các bạn, kinh lắm. Các xác chết á bị cuộn lại. Các bạn tưởng tượng một con người mà giống như là một cái bánh bông lan á các bạn, nó cuộn và bó lại thành một cục, là cảnh sát phải tháo ra, kéo Billy ra. Khi mà kéo cái thi thể của Billy ra thì phát hiện là Billy không có ruột, ruột bị mất hết luôn, mà không có máu, đặc biệt là không có máu chảy ra nha, ruột tự nhiên biến mất. Còn tất cả các xương của Billy thì bị gãy thành từng khúc, bị gãy mà nát luôn, giống như là bị một cái gì đó nó thực sự cầm Billy lên và nó cuộn Billy lại, khiến cho Billy bị gãy xương và chết. Nhưng mà tại sao lại không hề có một tí máu nào luôn, còn ruột thì lại tự nhiên mất tiêu, nó lại đi đâu? Thậm chí cái lúc mà cảnh sát phát hiện ra xác của Billy, ban đầu cảnh sát còn không biết cái đó là cái đống gì nữa các bạn. Tới khi nào mà mở ra mà thấy cái gương mặt của Billy phẳng lì ra ở đó luôn thì mới phát hiện ra là cái đó là xác chết của Billy. Sau đó thì mới kêu bố mẹ của Billy tới để mà nhận xác của con mình. Khi mà mẹ Billy đi tới và nhìn thấy thi thể của con mình như vậy, té xỉu luôn các bạn, không thể nào mà cầm cự được, xỉu luôn. Bởi vì Billy bây giờ chỉ còn một cái đống thịt và xương và quần áo tóc thôi, ngoài ra là toàn cơ thể giống như là bị xếp lại vậy, bị sắp xếp lại hoàn toàn vậy đó. Từ khi mà Tom nghe cái tin về Billy là Tom không thể nào ngủ được, bởi vì phần rất là thương bạn mình mà bạn mình chết rồi. Phần nữa là Tom lại rất hoảng sợ vì cái câu chuyện mà Billy đã kể cho Tom nghe trước khi mà Billy chết. Lúc này Tom mất ngủ vài ngày liền, y hệt như Billy luôn các bạn, cặp mắt thì đỏ ngầu luôn. Và thỉnh thoảng thì Tom vẫn nhìn ra ngoài đường, để ý những cái cây đèn đường. Và thường thì Tom bắt đầu đếm những cái cây đèn đường, đếm những cái cây nào mà nó vẫn còn sáng đèn á. Mỗi lần đi học về, đi ngang qua những cái cây đèn đường thì Tom luôn cố gắng đếm những cái cây đèn đường. Nhưng mà có điều những cái cây đèn đường Tom đã từng không thể nào đếm hết được những cây đèn đường sáng đèn. Nhưng mà bây giờ cái phần sáng của những cây đèn đường chỉ đếm trên đầu ngón tay và càng ngày càng ít đi. Không biết là ai đã tắt chúng đi.
Và đó là hết câu chuyện Tin Man, người đàn ông gầy của chúng ta đó các bạn. Trời ơi, nghe cái câu chuyện gì mà Billy bị chết tội quá à. Tội ơi là tội luôn á. Trời ơi, chưa kể là ba mẹ của Billy đi nhận xác thấy con mình như vậy chắc đau lòng chết luôn á. Hồi xưa ở Việt Nam cái chỗ mà Bắp ở, cái cột đèn đường nó bự lắm các bạn. Nó cũng bự á, nếu mà ai mà kiểu như là đứng ngang á, đứng ở trong đó thì sẽ không thấy được người đó. Nhưng mà là những cái cây cột nó cũng khá là to. Còn ở bên Mỹ á, những cái cây cột đèn á nó nhỏ lắm, nó từng như vậy thôi à. Chắc cỡ bọc lại chừng như đây hoặc là chừng như đây à. Là cái cây đèn đường á. Như vậy là một người cực kỳ ốm và cực kỳ mỏng luôn mới có thể là núp đằng sau đèn đường. Đã vậy cái màu áo mà ổng bận á, trùng với cái màu của cây đèn đường nữa. Và thiệt sự sau khi nghe câu chuyện này, thỉnh thoảng nếu như mà chúng ta nhìn ra cái cây đèn đường, nhìn ra những cái cây đèn sáng đèn á, biết đâu được có người nào đó đang núp ở đằng sau đó. Còn những cái cây đèn đường đã bị tắt đèn đi, thì tại sao chúng bị tắt? Ai đã tắt chúng? Nếu chỉ tắt một cây, hai cây thì không sao, mà tắt một dãy đèn luôn thì ai là người đã tắt chúng? Chẳng lẽ nguyên một cái dãy đèn đó đều bị bể bóng đèn sao? Nhưng mà tất cả cũng chỉ là một truyền thuyết đô thị thôi các bạn. Ok, và đó là video của ngày hôm nay. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.